Chào các bạn đến với kênh mình nha. Hôm nay mình sẽ nói với các bạn cái chủ đề về cái thời gian mà mình nuôi cái con trồn hương á, bao nhiêu lâu thế thì mình nuôi từ mà nhà baby á, tầm khoảng 2 tháng tuổi các bạn, tới thời gian bao nhiêu lâu á thì mình sẽ có bầy baby đầu tiên ha. Thì các bạn chăn nuôi mà đây mình đang nói về cái vấn đề mà nuôi mà thuận lợi nhất có thể ha các bạn. Thì khi anh em chăn nuôi á thì từ cái giai đoạn mà anh em nuôi cái con trồn hương mà anh em mua từ trại về á thì tầm khoảng như vậy nè, thì khoảng 2 tháng tuổi thì nó đạt trọng lượng tầm khoảng từ 600g đến 1kg ha anh chị, tùy theo cái chất lượng con giống ha anh chị. Có khi con nó 1kg thì nó hơi quá, nhưng mà từ 600g đến 800-900g gì đó thì các anh chị đem về nuôi thì mình sẽ mất thêm cái thời gian nuôi tầm là khoảng gần như là khoảng như 5 tháng nữa các anh chị nuôi như vậy nè. Mấy con này là nó đạt độ tuổi là khoảng là 3 tháng mấy rồi nè, đó như vậy đó, 3 tháng mấy ha, 3 tháng mấy thì con cái đó 3 tháng mấy rồi đó, thì này cũng cái đó nè, thì nó như vậy nè đó. Thì anh em nuôi như vậy là anh em mất thêm là gần 7-8 tháng nữa rồi là con cái nó mới lên giống. Vậy là từ khi con trồn con á nó sinh sản ra nó 2 tháng tuổi nó đưa về trại của các anh chị á thì nó sẽ mất thêm tầm khoảng từ 7 tháng cho đến 8 tháng nữa nó sẽ lên giống các anh chị. Thì khi nó lên giống á thì các anh chị phối giống cho nó ha, các anh chị phối giống cho nó thì mình cho đây mình anh chị phối giống đạt đi thì lúc đó là anh chị mất thêm 2 tháng con trồn hương nó có bầu nữa, con trồn hương nó có bầu như vậy nè, thì anh chị mất thêm 2 tháng nữa ha, anh chị mất thêm 2 tháng như vậy nữa thì nó sẽ ra là 10 tháng thì anh em nuôi con trồn hương nó nuôi con tốt thì nó ngon lành thì trong khoảng 2 tháng thì anh em tấp bày được, thì thời điểm đó 2 tháng anh em tấp bày được thì nó ra là 12 tháng rồi, như một năm đối với những cái mình mua có trồn hương baby mà về mà nuôi ha. Còn đối với các anh chị mà có trồn mà sinh sản ra sẵn á, thì sẽ bắt gần khoảng một năm 2 tháng đến 1 năm 3 tháng dù vậy ha anh chị. Thì đó là cái thời gian mà từ khi mà mình mua trồn về mình nuôi đến lúc mà mình có lứa baby đầu tiên á thì nó mất tầm khoảng 1 năm đến 1 năm 2 tháng ha, tầm đó là chứ mình giống mình nuôi thuận lợi á, không có mắc bất cứ cái sự cố gì xảy ra á, thì anh em nuôi vậy thì nó rất quá ok rồi. Còn về mặt mà anh em mình nuôi con trồn đực nó mất thời gian bao lâu rồi để nó sinh sản á, nó nhảy được á, thì mình sẵn mình nói luôn ha. Thì con trồn đực thì nó nuôi trong thời gian tầm khoảng từ 1 năm rưỡi ha anh chị, từ 1 năm đến 1 năm rưỡi tùy con nó sẽ biết nhảy. Nhưng mà các anh chị nuôi á, thường á mình nuôi con trồn đực tơ của mình á thì mình nuôi nó đến lúc mà khoảng 1 năm rưỡi nó sẽ lên giống, nó kêu nhưng mà nó không biết nhảy ha anh chị. Là anh chị biết lý do làm sao không? Lý do đó là mình không có đực ca, không có cái nhiều để cho nó vợt. Thì thường những cái trại nhỏ như mình đây nè thì cái nó lên giống lay gai không à, không có giống trại của mấy anh lớn thì lên thường xuyên, có khi một tháng nó 3-4 con nó lên, hoặc 5-6 con nó lên. Thì những cái con đực tơ đó là người ta sẽ vợt cho nó được, thì ta vợt nhiều thì nó mau biết nhảy, hoặc là người ta sẽ cho con trồn đực tơ đó bên đây nè ha, rồi nó cho con trồn già qua đây là nhảy qua đây nè. Khi con trồn đực tơ thấy con trồn già nhảy con này thì nó sẽ học theo, thì thường là nó vậy đó. Trồn đực của mình nó sung lắm, mà sung nó muốn nhảy nữa đó mà mình không cho nó nhảy nữa, tại vì giờ nó qua nó cắn con cái nó cắn không à, cũng khó nữa.
Thì cái thời gian mất khoảng anh em văn ngôn võ luyện này nọ ngon thế, thì nó khoảng 1 năm rưỡi đến 1 năm rưỡi đến 2 1 năm, từ 1 năm đến 1 năm rưỡi con trồn đực nó biết nhảy, nhưng mà đâu phải con nào cũng nhảy được, nên anh em phải chú ý vấn đề này ha giùm em ha. Thì đây em nói cái thời gian nó cụ thể cho anh em biết để anh em tính toán cái thời gian nuôi của mình cho nó hợp lý ha anh chị. Thì nuôi là em đang nói về cái mặt nào nuôi thuận lợi nhất nha, chứ em không có nói về cái mặt mà nuôi nó có bất cứ dần sự cố gì đó thì anh chị thông cảm giùm em nha. Về cái phần đó, như cái con cá này của em là ông anh em nuôi ở bển là khoảng 8 tháng à, 8 tháng bán về cho em hậu bị á, bán cho em hậu bị là khoảng em nuôi khoảng 2 tháng mấy nữa gai ra như gần năm, mà năm em phó nay nữa là em phó nay gần 2 tháng nè, nó còn mấy ngày nữa đẻ rồi thì nó sẽ ra mồi là nó mắc gần 1 năm mấy rồi. Thấy anh chị, là anh tính luôn cái độ tuổi mà nó độ tuổi mà con trồn hương nó ông nuôi 8 tháng là từ khi nhỏ xíu luôn nha, từ khi mà mới đẻ trong bụng mẹ ra luôn á, kiểu vậy đó. Thì mắc 1 năm mấy rồi, 1 năm mấy nuôi con thêm 2 tháng mới gần 5 rưỡi rồi, nó kiểu vậy đó, gần 5 rưỡi mà anh chị mới có ổ ba bi đầu tiên. Mà khi mà anh chị có ổ ba bi đầu tiên rồi á thì nó sẽ có một cái bài toán, cái bài toán là và nan giải vụ lên giống lần mò nhất chứ lên giống lần thứ hai nó lâu quá. Thì để bữa nào mình rảnh á thì mình sẽ làm về cái chủ đề đó ha, cái chủ đề mà tại sao mà lên giống lần thứ nhất mà tới anh chị phối lần thứ hai nó lâu lên giống ha. Cái này em cũng mới mới được ông anh ông chia sẻ nên em cũng muốn chia sẻ lại với anh chị ha. Cái vụ đó, cái đó là cũng giống như một cái bệnh đó anh chị, một cái bệnh con trồn trồn hương đó, nó chứ không phải là nó sinh lý bình thường đâu, nó bị rối loạn sinh lý á, nó rối loạn kiểu rối loạn nội tiết tố của nó, thì anh chị phải có cách khắc phục rối loạn nội tiết tố đó ha. Thôi video em cũng làm ngắn gọn tới đây thôi, em nói cụ thể cái thời gian cho anh chị nuôi để mình giống như vậy, như mình biết á, để mình chủ động hơn trong vấn đề chăn nuôi trồng hương á anh chị. Thôi em cũng chào anh chị nha, mong chị cho em một lượt đăng ký với một lượt chia sẻ, một lượt like thôi nha. Em cảm ơn anh chị rất nhiều nha, chào anh chị nha.